chào các bạn. Là một trong những quốc gia có môi trường sống ổn định, an toàn cùng nhiều chính sách thu hút nhân tài hấp dẫn thì Canada đang là miền đất hứa là điểm đến học tập lý tưởng. Và khi nhắc đến Canada thì không ai không nhắc tới Toronto, là thành phố đại diện cho môi trường sống và giáo dục tiêu chuẩn tại Canada. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngôi trường đại học Toronto nổi tiếng, được đông đảo du học sinh quốc tế yêu thích và lựa chọn nhé. Đại học Toronto thành lập vào năm 1827 là đại học xưa nhất, lớn nhất của tỉnh bang Ontario và là viện nghiên cứu công lập hàng đầu tại Canada. Trường còn dẫn đầu thế giới về nghiên cứu y sinh và sở hữu hệ thống thư viện lớn thứ ba tại Bắc Mỹ, chỉ sau đại học Harvard và đại học Yale. Trường có nhiều khóa học và được xếp hạng trong 20 trường đại học tốt nhất thế giới trong nhiều ngành học khác nhau. Có gần 7.000 sinh viên quốc tế theo học tại trường, chiếm khoảng 10% tổng số sinh viên toàn trường. Các sinh viên tốt nghiệp đã đi vào sinh sống làm việc tại hơn 160 quốc gia. Toronto là trường đại học lớn nhất Canada với hơn 70.000 sinh viên đang theo học từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhằm đáp ứng được nhu cầu của sinh viên trong nước và quốc tế, trường đã không ngừng tăng cường cơ sở vật chất hiện đại với 3 làng đại học rộng lớn. Thứ nhất là khu trường Central, nơi đặt các khoa nghệ thuật và khoa học, cung cấp các chương trình đa dạng ở Bắc Mỹ, nằm trong trung tâm thành phố Toronto. Thứ hai là khu trường đại học Toronto Mississauga UTM, cung cấp tốt nhất cho sinh viên sự thân thiện với cộng đồng. Trường có khoảng 8.000 chương trình dự bị toàn thời gian, tọa lạc chỉ 30 km về phía tây trung tâm Toronto. Thì UTM là một môi trường năng động và cung cấp các chương trình dự bị đại học và đại học về các ngành nghệ thuật, khoa học, công nghệ thông tin và kinh doanh. Thứ ba là khu trường đại học Toronto Scarborough UTC, đã đứng đầu của sự nghiệp sáng tạo và học tập dựa trên hơn 40 năm. Các trường cung cấp hơn 200 chương trình tùy chọn trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Điểm nổi bật khi du học tại Đại học Toronto, Canada là hệ thống thư viện lớn thứ ba tại Bắc Mỹ chỉ sau Harvard và Yale với 44 thư viện trong trường, là cái nôi quyền năng về nghiên cứu với nguồn quỹ cho nghiên cứu lên tới 1,3 tỷ đô hàng năm và là đại học dẫn đầu về tỷ lệ thương mại hóa các dự án nghiên cứu, số lượng các công ty khởi nghiệp về nghiên cứu và công nghệ lớn nhất trong trường đại học tại khu vực Bắc Mỹ, là đại học thứ hai về số lượng ấn phẩm nghiên cứu được phát hành chỉ sau đại học Harvard, có trên 800 câu lạc bộ sinh viên trên khắp 3 campus với hơn 84.000 sinh viên tới từ 161 quốc gia trên thế giới. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về những điều cần biết khi du học tại Đại học Toronto, Canada thì hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh du học Canada tại Việt Nam, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam Tân Đại Dương, chi nhánh quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028-3838-2080. Các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ở tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.